Anh là ngoại đạo, anh nhìn vô anh cũng không biết là bắt đầu làm cái này từ cái nào nữa. Thì đây là lần đầu tiên của một cái bóp chưa hoàn thiện. Đã. Mình đang rất là tò mò cái cách lên màu của da ha. Chỉnh lên là nó sẽ có nhiệt độ. Rồi bắt đầu mình sẽ lắp những cái mộng này của thằng Lay, mộng mới của thằng Lay. Cafe Razer. Dạ đúng rồi, giống vậy. Rất hay. Mình nếu mà nói về mô tô thì giờ dạ bạn thích Cafe Razer. Em sợ nó bị xẹp á, em phủ keo như cái này nè, em không phủ. Mình muốn lòi một mặt trên thì mặt dưới nó phải lõm. Dạ, thấy vậy thôi chứ nó rất là chi tiết nha. Em làm từ cái xương đúng rồi, xương ba vai, xương sườn, rồi hay xương ức. Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình đang có mặt ở quận 6 để thăm một người em cũng có chung một cái niềm đam mê về bò sát. Cũng từ rất lâu rồi nhưng mà sau này bạn ấy đổi qua một cái bộ môn khác cũng rất là hay, rất là hấp dẫn, rất là nhiều cái thú vị ha. Đây. Đây là một cái tác phẩm điêu khắc trên da nhưng mà chưa có hoàn chỉnh đâu. Này là mới cái phần phát thảo ban đầu thôi, còn phải lên màu này nữa. Thì ok, cùng vào đây mình thăm cái cơ sở của bạn Tuấn ha. Tuấn cũng là một người chơi bò sát lâu năm. Thì Tuấn là một trong những người mà mở cái dạng quán cà phê mà thú cưng độc lạ đầu tiên ở Sài Gòn. Theo mình biết là như vậy, Bamboo Coffee. Hello em. Đây. Chào anh. Chơi bò sát lâu rồi chắc phải gặp Tuấn. Cú cũng phải gặp Tuấn. Hồi đó anh mà biết chơi cú hình như là em chỉ anh chơi chứ ai nữa. Em chỉ anh cho ăn làm sao. Hồi xưa mình có sưu tầm được một bạn cú bạch tạng Abino. Thì Tuấn là người chỉ cho mình chơi. Hello em. Từ chuyển qua bộ môn điêu khắc da này lâu chưa em? Em cũng khắc da được 5 năm anh. 5 năm rồi hả? Quá dữ luôn. Nghề này, cái cơ duyên nào đến với nghề này ta? Thì em nghỉ cái quán thôi là em về nhà em làm da luôn. Hình như em đầu tiên là em cũng đâu phải là em đầu tiên là như dân ngân hàng. Xong rồi mê kinh doanh. Rồi chuyển qua làm cà phê. Xong rồi giờ chuyển qua làm da. Quá hay luôn. Nghề da này, cơ duyên nào em biết tới bộ môn này em? Thì em cũng làm đồ da mà nó không có hình chạm á, nhưng một thời gian thì nó cạnh tranh với ở bên ngoài nhiều quá thì em phải tìm cái gì đó mới hơn để mình dễ có một cái đường ngắt đó mình đi thì nó dễ hơn là coi như là mình nâng cấp cái nghề của mình lên. Coi như là đưa nó thành nghệ thuật luôn rồi. Điêu khắc quá hay luôn. Có ở đây nè, bạn mình sẽ dẫn cho bạn coi. Em có thể giới thiệu sơ sơ mấy cái tác phẩm mà mình đã hoàn thành này không? Bên em thì nó không có còn nhiều sản phẩm lắm, tại vì một sản phẩm làm nó rất là lâu. Nên xong là hầu hết là em giao cho khách, chỉ còn một vài sản phẩm mẫu ở trên kệ thôi. Anh thấy đơn đặt hàng hơi bị nhiều, cứ phải gần nói với lại khách hàng là gán chờ đúng không? Đúng rồi, đơn hàng hơi bị nhiều. Chờ cả năm mới xong. Một năm luôn á trong. Bây giờ thí dụ như mà anh đặt hàng em thì là khoảng bao lâu là xong một cái tác phẩm, ví dụ một cái bóp đi? Nếu mà tính là thời gian làm thì chắc khoảng từ 1 tuần tới 10 ngày, nhưng mà tại vì cái đơn hàng nó dồn á nên nếu mà đợi người này tới người kia thì nó cũng phải cả 1-2 tháng bình thường. Giống như là bạn mua Louis Vuitton này phải chờ 1-2 năm, thế này chờ 1-2 tháng là cũng có đúng không? Đây là một cái tác phẩm mà được này mình gọi là điêu khắc ha, điêu khắc bên da, nó gọi chạm khắc ha. Thì để hoàn thành một cái tác phẩm như vậy mất khoảng 1-2 tuần. Một cái này nhỏ, nếu mà một cái này thì hình khắc mà lên màu em lên khoảng hơn 1 ngày là xong. Hơn 1 ngày thì là nó xong. Ráp thì thêm khoảng 1 ngày nữa, thì nhanh thì một cái bí khoảng tầm 2-3 ngày. Nói chung là anh là ngoại đạo, anh nhìn vô anh cũng không biết là bắt đầu làm cái này từ cái nào nữa. Lát sẽ nhờ em chỉ cho mọi người coi sơ sơ. Cái bóp này thì em kỷ niệm hồi cái sản phẩm thứ 3 em khắc, từ hồi em mới tập làm da đó thì cái đường nét hay cái khối nó không có sâu được giống bây giờ. Đó, thì nó chỉ là những cái khởi đầu thôi, mình để mình làm kỷ niệm. Cái này mình tự học hay là mình có sư phụ được dạy cái nghề này thì ở trên bên nước ngoài á, là ở nước Mỹ hay ở Texas và Mexico là người ta khoảng hơn 100 năm rồi. Từ hồi mà cao bồi miền biển Tây á, là mấy ông đó hay khắc nó trên yên ngựa, rồi những cái hoa văn nó giống như hoa Ceridan. Đó thì bắt đầu nó du nhập qua Nhật thì họ cũng tạo ra cái bộ tool khắc nó giống như vậy luôn. Nó nhưng mà nó là copy và nó thêm một vài cái riêng của họ nữa. Rồi nó qua Trung Quốc nó có thêm những kỹ thuật khác nữa, thì tới khoảng 10 năm nay thì nó về tới Việt Nam.
Thì... về Việt Nam mình có đưa vô cái nét riêng là của Việt Nam vô đây được chưa? Việt Nam thì hầu như Việt Nam nói chung ở quốc gia này em thấy nó cũng có cái riêng đó. Thì nó mỗi quốc gia nó có một cái những cái đường nét hay là những cái hình ảnh mà nó thuộc về của dân tộc á. Ừ. Hay con nghê con này thì con kia thì em thấy cũng có người khác. Ừ. Đó thì từ từ mỗi một người thì lại có một cái kỹ thuật nó phát triển thêm nữa. Ừ. Đó thì nó sẽ có cái gọi là cái riêng của từng quốc gia, cái riêng của từng nghệ nhân. À, nó thứ nhất là riêng của từng quốc gia là người ta đưa cái văn hóa. Yeah. Cái hình ảnh của cái lịch sử cũng như là cái con người của đất nước đó đúng không? Yeah. Từng nghệ nhân người ta sẽ trong quá trình làm việc thao tác rồi người ta sẽ tự sáng tạo ra những cái kỹ thuật riêng của họ. Yeah. Ừ. Quá hay luôn. Yeah. Tuyệt vời. Hôm nay em có sưu tập những cái dụng cụ cổ với lại những cái sách cổ mà nó cũng 70-80 năm mình nói về cái trạm khán gia của Mỹ á, cái gì em đem xuống danh coi. Ok, lát nữa đi. Bây giờ mình giới thiệu tổng quan. Yeah. Lát nữa thì mình sẽ gọi là đi sâu sâu vô. Yeah. Có gì em sẽ hướng dẫn cho anh ha. Yeah. Thì ngoài làm bóp da các loại luôn nha các bạn, nghĩa là từ những cái nhỏ nhất ha, ví dụ như những cái tác phẩm nào mà mình có thể ứng dụng bằng da này, anh thấy ở đây dưới đây là có bóp nhỏ, bóp lớn, có túi, có túi dành cho chị em phụ nữ, có đồ chơi nữa nè, cái này trong phim Jumanji nè. Đó thì em có cái hộp em khắc miếng da em dán lên. Ồ. Đó thì nó giống như cái hộp trong phim. Cái này mà mấy cuốn sách mà dạng như quý rồi người ta đặt hàng mình bọc da rồi lại vậy nó ok chạm khắc hết đúng không? Chỉ có giày là em không làm được thôi, tại giày là một cái mảng khác á, nó có nhiều kỹ thuật với nhiều máy móc khác hơn như cái này. Rất là đẹp luôn. Cái này là dán lên gỗ cũng ok nè, rồi cái này giống như là một cái bình đựng nước hết ta. Nè, cái là cái túi sách nữ. Túi sách của phụ nữ. Đây, cái cuốn sách mà mình vừa nói. Không, cái đó là đồ chơi để em đựng đồ á. Cái đó là cái hộp. Yeah. Cái đó không phải em làm. Em chỉ trưng thôi, cái đó để em decor chụp hình sản phẩm. Bao kiến, bao đồ, tất cả mọi cái. Yeah. Hộp này đựng nữ trang. Nhiều. Đúng rồi. Đây đựng nữ trang đồ. Cái đó hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc. Mình lấy mẫu cho mình coi à. Cái đó thì em làm một cái mảng ở bên mà chế tạo kim loại á, kim hoàn, có bạc rồi những cái đồ nó thuộc dạng như những cái nút làm da thì em tự làm luôn rồi em đựng trong đây. Ok, quá rồi hay. Đây bên này nữa các bạn. Đây là một bức tranh bằng da luôn. Em làm luôn. Thay vì bức tranh bằng chất liệu gỗ, lụa, vải, giấy rồi này nọ thì đây là một bức tranh được điêu khắc bằng da lên. Đó là tranh mandala. Mandala. Tranh bên đạo Phật. Mandala. Đúng rồi. Quá đẹp. Bên đây nữa nè các bạn. Đây là cái này phải em làm không? Dạ, cái đó em làm đó. Này là dân mê động vật, mê côn trùng mà thấy không? Để một cái con bọ hung. Ồ, nãy anh thấy có bạn đang ngồi đây đang cắt vẽ, đang tính quay qua, bạn đi đâu mất tiêu luôn rồi. Cái bên khâu ráp sản phẩm anh. Ráp sản phẩm thì sau khi mà em làm xong thì ở bên này sẽ ráp sản phẩm. Đó giống như là một cái mặt ví cho em khắc và lên màu xong á, thì ở bên đây sẽ là cái khâu ráp. Thì nó sẽ có hai phần. Đó, ráp lại thì nó sẽ thành một cái ví nam. Đó thì cái này mình chưa có may vào thôi. Ok các bạn, sẵn đây thì đàn ông con trai thì ít nhất ai cũng đã trong đời mình sử dụng ít nhất một cái bóp đúng không? Thì đây là lần đầu tiên mình, thì mình cũng xài nhiều bóp lắm rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy đây là những cái mảnh của một cái bóp chưa hoàn thiện đã. Giống như bao gồm hai lớp em khắc tạm thôi, chưa xong với lại chưa có lên được màu. Đó, thì cái này thì sau khi em khắc xong rồi em vẽ màu lên thì em chốt màu là nó sẽ giữ lại màu hết, thì nó sẽ thành một cái miếng da bình thường thôi. Mình đang rất là tò mò cái cách lên màu của da ha. Ví dụ như giờ những cái mà cơ bản nhất, ví dụ tờ giấy đi, mình có cái màu nước mình quẹt lên cái thì nó sẽ lên màu rồi, rất là đơn giản rồi. Nhưng mà đối với da thì cái việc lên màu nó sẽ như thế nào thì lát nữa mình sẽ nhờ bạn Tấn sẽ cho anh em mình mở rộng tầm mắt ha. Đây là cá chép vượt vũ môn hả? Dạ, cũng giống vậy. Ngẫm đồng tiền vàng nè. Này là nó cũng từ cái hình xăm mà nó biến tấu ra rồi khắc lên da. Từ hình xăm. Đây, các bạn sẽ ráp thành hai phần ráp vô. Đây là hai mảnh ráp vô như vậy. Mai mình ráp này mình kết hợp giữa keo và chỉ ha. Dạ đúng rồi, cái này thì nó có những cái đục chuyên dụng ở bên khâu da đó. Thì những đục đó giống như là có nhiều loại đục lắm, đục này là đục xiên. Đó có những loại này là đục tròn, cái này là đục chám. Đó thì tùy theo sản phẩm, nếu sản phẩm mà nó tinh tế mà nó cần sắc nét thì em xài đục xiên là này.
Còn sản phẩm bụi á, thì có thể sử dụng đục tròn hoặc là đục chám tùy theo cái gu của sản phẩm. Ừ. Đó, thì nó phù hợp hơn. Hay ha. Dạ. Bên khâu này là khâu đáp sản phẩm. Là bên em thì cái xưởng nó cũng nói chung là không có lớn nên nó chỉ có nhiêu đây thôi. Với lại bên kia là mấy cái máy may để chuyên những cái hàng may mấy. Nó hàng nó hơi thiết kế một chút. Ừ. Chứ còn may mấy mà loại công nghiệp mà chạy số lượng thì em không làm được nhiều. Thôi đừng làm hàng công nghiệp, mình làm hàng nào nó có signature của mình. Nhìn vô là thấy thương hiệu của mình rồi, ok hơn. Đây là những cái dàn máy móc ha. Hay, còn nhận hay, kéo tay. Em có thể dễ giới thiệu sơ qua với mọi người những cái máy này không? À, những cái này thì nó là máy thủ công cơ bản thôi. Giống như cái này là một cái máy bế nè. Bế. Thì sau khi mà mình muốn mình có một cái sản phẩm là mình muốn làm khoảng cỡ 200-300 cái đi thì sẽ sử dụng loại máy như thế này. Ừ. Thì nó là giống một miếng da, em đi sẽ đặt một cái khuôn bế. Là miếng này nó sẽ cắt ra một miếng da y chang như cái hình của con dao này, với lại nó sẽ đục ba cái lỗ này. Đó thì để nó tiện hơn, mình chỉ cần để một miếng da bên dưới, cái khuôn này bên trên này mình để vô cái này thôi. Ép xuống là nó ra miếng da đó luôn. Đó, anh ép xuống, anh ép bằng vậy đó. Anh xuống một cái là nó sẽ ra một cái miếng da y chang vậy. Thì nó có nhiều lắm, có những cái khuôn nó tùy anh nhu cầu, với anh nó rất là bén, anh cầm vô. À, có nghĩa là dành cho ai chưa hiểu, giống như mình mới đầu mà Tuấn nói là bế thì mình cũng chưa hiểu cái từ bế là cái gì. Nhưng mà sau khi Tuấn mô tả cái cách hoạt động thì mình hiểu đây giống như cái khuôn. Còn đây là những cái lưỡi dao, cái này giống như cái bàn ép. Thì chúng ta để xuống thì chúng ta ép nó xuống á, thì nó đây ví dụ như mình để giờ mình ép xuống đây, mình ép xuống á là đưa lên là nguyên cái bàn tay mình thành cái khung giống vậy. Đây là máy. Còn cái này chỉ là cái máy thủ công thôi, tại vì em làm không có số lượng nhiều á. Còn ở cái những người mà xài cái khuôn lớn thì nó cần phải máy thủy lực. Nó chỉ bấm nút là nó dập xuống. Dập vậy đúng không? À, còn này mình ép tay thì không, nhưng mà nhìn này nó nhìn nó kiểu nó sao ta? Nhẹ nhân hơn. Thì cái thủy lực đó là nó được ứng dụng ở trong bế hộp nè, hay là những cái hàng gia công nghiệp á, thì nó cũng đặt. Còn bên này là cái máy ép logo. Cái logo thì nó có nhiệt độ, bên này anh đây quay cho dễ cũng được nè. Đó thì mình chỉnh lên là nó sẽ có nhiệt độ. Rồi bắt đầu mình sẽ lắp những cái mộc, những cái mộc này của hàng lay, mộc mới của hàng lay. Thì họ bỏ những cái chữ đi, thì sau khi mình lắp cho cái máy á, sẽ ép lên da cái hình này. À là nó có nhiệt ở trong đó nữa, nó sẽ dính. Thì nhiệt thì tùy theo loại da mà mình chỉnh từ 100, 200, 300 độ, nó tùy. Đó thì cái máy này nó giúp cho mình da nhiệt ở đây, mình cứ set nó thăng lên hay xuống thôi. Ừ. Ồ, nếu mà em bắt đầu với công việc mới này chắc em cũng phải nạp kiến thức hơi bị nhiều quá. Bên này là một cái máy ép. Thì mình có thể ép khuôn hoặc là mình có thể ép những cái cuốn sách cũng được. Thì cái này em mới chế thôi chứ em cũng chưa có xài lần nào. Tại công việc em nhiều quá nên em chưa có đụng vô được. Nghĩa là em mà muốn bắt đầu này em cũng phải coi như là tiếp nhận rất là nhiều kiến thức mới ha. Da nào rồi nhiệt độ bao nhiêu cho da đó, rồi xài này xài kia đủ thứ luôn ha. Này là đam mê của mình hay sao ta? Nó cũng không hẳn là đam mê đó, em là nói chung em thích làm đồ thủ công. Thì em làm được hồi sinh viên là em làm thiệp, rồi thiệp Noel đó, thiệp handmade em bán rồi. Hay là em thời chơi bò sát em có làm những cái chén ăn em đúc nhựa rồi đó. Em làm tượng cũng được nữa, nhưng mà đồ da thì nói chung là người ta trả cái công em nhiều nhất thì em làm đồ da. Cảm thấy nó xứng đáng nhất. Dạ đúng rồi. Mà có vẻ là anh thấy nó cũng coi như là tự do sáng tạo. Cái phạm vi sáng tạo mình nó khá rộng luôn. Hay nó cũng ứng dụng được nhiều. Thì em chuyển qua em làm da luôn là nó chuyên luôn. Chứ còn mình lan man thì nó cũng không có được kinh tế nó tốt. Mà một trong những cái ứng dụng của da các bạn là bây giờ là mọi người chơi chơi xe cổ rất là nhiều ha, cái dòng classic rồi retro đồ này đó, cho nên là ứng dụng những cái mẫu yên. Yên anh thấy ngoài yên nè, nó còn có cái gì mấy cái túi sách nữa. Túi sách để mà mình máng lên xe. Rất là yên đẹp thì luôn. Thì bên em không có chuyên làm yên zin lắm. Mà giống như người ta mua một cái xe có cái yên zin đi, mà người ta muốn độ cắt cái sườn lại thì người ta sẽ gò một cái đế yên ngắn lại, người ta gò một cái đế mới á. Là người ta sẽ đưa cho em, mà em sẽ lo từ cái phần làm mút cho tới những phần ở da trên, chỉ cần gửi em cái hình ảnh mà họ muốn làm thôi. Giống như hầu hết là những cái xe người ta muốn độ thì nó có những cái yên đặc biệt đó. Thì ở đây em có hai cái yên nè. Đó thì yên độ là sẽ là như thế này.
Đó thì yên này của chiếc CB650 mà nó custom rồi. Custom coi như là đi một người thôi. Là nó làm lại rồi bắt đầu người ta gò cái khung, rồi bắt đầu em sẽ làm hút ở trên theo cái hình mà họ gửi á. Rồi cái em sẽ may cái kiểu mà theo cái kiểu họ muốn luôn. Rồi em bọc da lên. Dạ, cái này cũng vậy. May chỉ lên. Cái này cũng này kiểu cafe razor. Dạ đúng rồi, giống vậy. Nó có thể có cục gù đằng sau. Gù sao? Dạ. Là kiểu nước cà phê. Rất hay mình nếu mà nói về mô tô thì giờ dạ bạn thích cafe razor. Hôm nào có dịp, chừng nào có dịp sẽ làm một chiếc. Dạ. Rồi nhờ Tấn coi như là custom lên. Dạ. Thì cái yên ngoài đó cũng em may. Ừ. Xe đó xe em mà xe chạy Facebook thôi chứ không chạy. Xe gì. Chạy Facebook à? Đúng rồi. Hay. Gần máy này là máy may rồi. Dạ, còn máy này máy gì em? Máy may trụ ngang. Trụ ngang thì nó sẽ ứng dụng giống như anh có một cái túi á, anh thọt vô thì nó xúc anh may vòng. À, còn à. cái máy may này là máy may trụ đứng, em cũng ít xài tới lắm. Máy may trụ đứng á thì nó lại là nó ứng dụng để may cái đáy túi nhiều hơn. Đáy túi anh thọt cái túi vô thì nó mới may ở đây. Đó thì anh may vòng thì nó sẽ không có đó, anh nhấc lên nè. Anh nhét vô là để anh nhét cái túi vô là anh may ở bên dưới. Còn nếu mà cái máy bàn như ở bên kia đó thì nó sẽ bị vướng, anh sẽ không có may được cái những cái vô những cái ngóc ngách đó. Ok các bạn, đây là cái máy may mà nếu mà nhắc tới máy may á thì chúng ta nhìn cái hình thức này chúng ta cảm thấy nó quen thuộc nhất. Tại vì may quần áo đồ này nọ. Nó gọi là sao ta, nó một mặt phẳng à. Còn khi chúng ta may cái túi đi. May cái túi đi thì chúng ta cần phải nhét nó vô. Nhét nó vô để may, giống như cái này là may cái đáy nè, đúng không? Nó hỗ trợ chọc đáy vô, nhiều hơn. May hỗ trợ đáy. Cái này hỗ trợ cái xung quanh. Này là cái đường ngang đồ. Nhưng mà bây giờ người ta có độ á, thì mình cũng không có xài cái máy bàn nên anh thấy máy bàn không xài tới á. Tại vì cái này á, độ lại thành máy bàn được. Oh, ok. Đó là mình cứ xót nhét vô thôi, là nó sẽ biến thành cái máy bàn. Oh. Đó, nên cũng không có cần xài tới cái kia. Càng ngày nó càng tiện dụng hơn đúng không? Nhưng bù lại thì cái này nó may ổ lớn thì em đi chỉ lớn, còn cái kia thì nhỏ em sẽ may những cái nội thất còn vải thì cũng được. Những cái phụ kiện này là mình nhập. Dạ, cái nó của Hồng Kông anh. Đây là những cái khóa, những cái dây xích rồi nè các bạn. Dạ, okay. Cái đó thì ở bên công ty họ có gửi catalog cho em á. Đó thì có những cái như thế này. Nếu mà xài ít thì em lấy em xài luôn. Còn tại không phải lúc nào mình cũng có nhu cầu. Nếu mà xài nhiều á thì một cái mẫu này em gửi qua lại cái email của họ đó. Ở đây thì họ cũng số lượng cho mình hết được. Nói chung là nó cũng là cả một cái ngành công nghiệp rồi. Những cái catalog này họ chuyên sản xuất cho hàng hiệu luôn á. Nên hả, nó có rất là nhiều. Đẹp ha. Nên nhiều sự lựa chọn. Mà cái chất xi của họ rất là tốt. Em để nó hơi bị bụi á. Lâu okay. Em mới đụng vô. Ok em mình để coi ví dụ như mà anh là một người mới đi, anh yêu thích cái những cái sản phẩm da mà có điêu khắc đi. Giờ anh qua anh gặp em. Đầu tiên là ví dụ như anh coi trên mạng anh sẽ thấy cái mẫu này anh đẹp quá. Anh mới qua anh gặp Tuấn. Thì Tuấn sẽ tư vấn cho anh từ cái da, kích thước như thế nào, rồi chọn khóa luôn. Coi như là tất cả theo ý của anh hết luôn. Là có thể luôn. Thì một sản phẩm thường là khách sẽ họ thích một cái túi nào đó họ thấy trên mạng á mà không biết mua ở đâu á thì họ có thể đưa cái hình cho em là em làm được. Hoặc là họ thích tôi thích cái túi này nhưng mà cái hình tôi thích là hình chân dung của bạn gái tôi hay là hình của con chó con mèo tôi nuôi hay là để những cái hình mà họ có cá tính riêng đó như hình xăm hồi nãy thì kết hợp với vừa cái kiểu túi mà vừa cái hình đó thì hay là cái màu nền đó, tôi thích phòng phong thủy nó phải màu này đó thì con cá thì màu nào cũng được nhưng mà cái nền phải màu này thì em vẫn làm theo ý của họ được. Đó thì cái này nó rộng lắm nên hả mình có thể sáng tạo thêm nhiều kiểu. Từ anh thấy mấy anh em bò sát đặt hàng em cũng hơi bị nhiều, mấy cái túi rất là đẹp như tân Alan Đức Tân hả ta, ai nữa ta, hồi xưa có đô đô đó nhiều, mấy cái ba lô đeo đẹp chất quá hay. Cái này cái màu của nó lên là mình lên theo hình thức sơn thế nào? Màu thì tùy anh, giống như là những cái chi tiết nhỏ thì em phải lên bằng cọ, còn những cái nền thì em có thể phun bằng emerald đó, thì emerald nó có đầy đủ bên này. Emerald là cái này cái dạng phun mấy anh sơn thôi. Sơn xịt dạng sơn mô hình hay sơn emerald rồi đó là anh sử dụng cái này. Cái này mình xài bằng hơi. Dạ đúng rồi. Đó, còn màu thì em xài màu này là màu dầu, màu này là màu nước. Thì cái hệ màu nước thì nó của Nhật, còn của màu dầu là của Mỹ.
hoặc là một acrylic của Mỹ, nhưng mà cái này là chai chiết, chai gin là nó chai này. Ok. Angelus. Cái khu này khu em khắc da với lên màu. Đó thì khắc da này có cái những cái dụng cụ này. Đó thì bàn này bàn em khắc da. Rồi đây đó. Tất cả là cái bộ dụng cụ mà Tuấn thao tác hàng ngày để hoàn thiện sản phẩm này các bạn. Yeah. Coi như là mình theo mình mão mão chắc cũng phải trên 200 cái tool. Dạ yeah, chắc cỡ cỡ đó anh. 200 cái tool nhỏ nhỏ vậy nè. Dạ. Yeah. Ồ cái này nó đòi hỏi độ tỉ mỉ cao. Dạ yeah, thì thực ra tất cả những cái bộ tool này là nó chỉ hỗ trợ để cái hoa văn này thôi. Hoa văn này là hoa Sheridan cổ điển của Mỹ á. À. Đó thì lát nữa em sẽ đem cho anh coi những cái tài liệu mà ở bên Mỹ hồi cao bồi người ta khắc những cái hình này. Ừ. Đây này nó du nhập về đây nó gọi là giống như cái này anh thấy là một cái mặt túi nè, cái này là cái gài. Ừ. Đúng rồi. Đó và ở trên đây là cái quai sách. À. Quai sách nó từ bên này qua bên kia. À. Đó thì nó vậy. Đó, thì sẽ là ra một cái túi. Ừ. Nhưng mà em sẽ chưa lên màu, tại em lên màu em sẽ vẽ cái này nữa. Ừ. Thì cái nền với cái màu bông thì tùy theo khách chọn. Những cái hoa văn này các bạn coi những cái bộ phim về cowboy chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ở trên những cái đôi bút của cowboy nè. Dạ, yên ngựa nè, bao lượng súng, bao lượng súng nè, đó rất là nhiều những cái hoa văn này luôn. Nhìn cái là biết liền miền Tây quan giả. Dạ, cái này là cổ điển. Cổ điển thì lâu lâu khách Việt Nam thì người ta cũng còn thích cái này. Những người mà đang am hiểu nhiều về đồ khắc da thì họ thích cái này, họ thích cái lịch sử. Lịch sử. Còn những người nó cá tính mà bây giờ giống như người châu Á mình thì tùy theo quốc gia họ thích những cái khác thì họ đặt em. Cái đó là những cái búa để mà mình đóng lên. Dạ, đúng rồi, búa thì nó có mấy loại. Thì có em chủ yếu sử dụng loại này. Còn cái loại mà nó cái xoay cái đầu theo hình trụ thì nó hay chợt búa lắm, em không có dùng cái lực mạnh được. À. Thì em xài hai loại này. Đó thì mỗi cái cây rồi có cái độ nặng khác nhau tùy theo cái tay mình đó, cây này nó nhẹ, cây này nặng hơn. À có nghĩa là cái mình chọn búa sẽ tùy theo cái lực của mình. Dạ, đúng rồi. Cái lực tay của mình làm như thế nào cho nó cảm giác nó thoải mái nhất. Với cái nhu cầu á, nếu như em khắc đi thì em phải gõ liên tục đi. Còn mấy cái người giống như cũng là cái bên đục mà để may á thì có cái loại bự hơn thì nó giọng mạnh thì nó cần cái mập hơn của em. À có nghĩa là nó nặng hơn để nó tạo cái lực mạnh hơn. Nó có bao nhiêu nè, ở đây nó ghi là 20 OZ hay gì là nó có cái trọng lượng của nó đó. Nếu mà nói về tool này cũng là cả một cái đề tài, nếu mà có thời gian là phải cả một cái đề tài để thì mà em có những cái em sưu tập về tool mà những cái người ta handmade đó. Em may mắn là mua được những cái đồ nó rất là lâu, từ năm 60, 70, 50 luôn, là tới 70 năm trước á. Là dụng cụ của Mỹ và những cái sách vở những cái thời đó. Thời đó thì ở Mỹ nó cũng là thành một cái trào lưu luôn á. Tại lúc đó thời đó có một cái ông huyền thoại ông sống. Hầu hết khoảng hơn một nửa ở đây là do ông sáng tạo ra. Đó thì hả, bắt đầu ổng làm cho cái công ty này, bắt đầu ổng viết những cái cuốn sách chuyên của ổng, How to Cape Leather á, ông đó tên là Ian Stoneman. Đó thì lát nữa em sẽ coi anh coi cái hình của ông đó. Hay bạn. Cái cuốn sách mà ổng sáng tạo ra. Đó thì ổng nếu như đặt cái nền móng cho da giống như là một trong những người đi đầu á. Đó thì ổng tạo ra những cái đặc biệt và nó đi khắp nước Mỹ luôn, lúc đó là rất là nổi tiếng. Ai cũng mê cái đó, là bắt đầu họ mua những cái kit mà làm sẵn đó, họ về họ tập may, rồi họ mua sách thì họ tập khắc. Nên có những cái ở đây thì là tool nó cũng cổ á, nó cũng khoảng năm 60-70 đó, thì nó nhiều mã tool lắm. Thì có nhiều cái em phải đi suy lại. Tại vì có nhiều người Mỹ ở đây thì người khắc da có thể là trẻ như là em vậy đó. Nhưng mà ở bên Mỹ thì những người già người ta sau khi hoàn thành công việc về bị hưu á, khoảng 60-70 bắt đầu họ mới tập làm da. Đó, nên cái khoảng thời gian làm da của họ khoảng từ 10-20 năm rồi, sức khỏe họ yếu rồi thì họ để cái đó con cháu họ sẽ không có cái kỷ niệm nhiều. Quăng lên kho rồi đó, cứ lên eBay bán nguyên một cục. Nên em mua được rất là nhiều sách vở rồi rất là nhiều cái dụng cụ đó là vậy. Anh có coi những cái show mà giống như người ta đấu giá những cái container. Kiểu đấu giá những cái container. Cái hộp cũ á, có nguyên hộp cục vậy đó, rồi có cả rác giống đó nữa. Nhiều khi người chủ của nó cũng không biết ở trong cái container có cái gì luôn, bây giờ chỉ quăng lên bán đấu giá thôi. Rồi mình nếu mà mình may mắn mình mua được cái container trong đó có những cái kiện hàng giá trị thì mình lời. Thì những cái này là có thể là em sưu tầm từ những cái nó sắc nét hơn là đồ Nhật bây giờ. Thì em cũng thích những cái dòng tool cổ hơn. Cái chất liệu của cái tool này là bằng cái gì ta? Em nghĩ là nó là bằng thép anh. Thép hả? Dạ.
thép mà chắc cũng không rỉ vậy. Thì cái loại thép thép đúc thôi, thép mà nó có pha chứ không phải thép rèn thì nó cũng vừa vừa. Mà lớp mạ có nhiều cái em không có mạ lại đâu, nhiều cái là lớp xi của nó là 50 năm nay nó không không dốc luôn á. Còn những cái cây của Nhật em xài mới có 2 năm là em thấy nó hơi rỉ rồi. Đó nên em cũng thích cái dòng tuôn cổ hơn. Quá trời tôi luôn các bạn. À, có nghĩa là chúng ta hình dung là mỗi một cái đường nét thì chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chỗ này nét cong, cong nhiều thì sử dụng tool nào. Giống như kỹ thuật đó thì về kỹ thuật nó có hai kỹ thuật chính. Hai kỹ thuật chính là theo em nhận thấy thôi nha, em cũng không có nghe thấy ở đâu. Tức là những con dao này nè, gọi là con dao đi nét. Con dao đi nét này á, thì nếu mà anh sử dụng kỹ thuật của Mỹ á, đó, thì em sẽ đi em cắt những cái đường này, các bạn thấy một cái đường này nó sâu, tức là đã có đóng tuôn. Đường này nó chưa thì đó là mới đi dao rồi đó, nó sẽ đi những đường này. Đi những đường này xong rồi sẽ đóng bằng cái cây tách nét. Cây tách nét là những cái cây như thế này đó, nó có cái độ xiên đó, thì mình sẽ để lên cái đường đó mình tách ra đó, thì đó là kỹ thuật của Mỹ. Rồi mình đóng những cái nền, hầu hết tuôn này là tuôn Mỹ. Còn người Trung Quốc thì họ sao ta, họ thích làm mì ăn liền hơn. Giống như là để mà đi được một con dao mà nó thuần thục á thì họ phải tập tệ lắm, không phải một tuần thì họ mới làm cho nó mượt được đó. Thì bên Trung Quốc thì họ sáng tạo ra những cái cây giống như thế này đó. Thì những cái cây này họ chế ra được chất lượng 6-7 mã đó. Thì nó lại là một cái sáng tạo từ cái bộ tuôn đất sét. Ở đây thì em có một bộ tuôn đất sét, anh có thể so sánh nè. Nó gần giống nhưng mà nó mỏng và nó nhẹ hơn. À, tuôn đất sét tức ý là thao tác trên đất sét nè đó, thì đó, thì nó mỏng hơn. Thì những cái đầu cũng giống như vậy đó, nhưng mà họ sử dụng để họ vuốt nhẹ nhẹ. Còn cái loại này thì nó cũng gần giống nhưng mà nó dày hơn, nó nặng tay để mình ấn lên trên da. Thì người Trung Quốc là họ sẽ nặng ở trên da. Đó thì họ nặng từ cái tóc rồi từ cái chân dung rồi nọ. Thì nếu mà nói gì của Mỹ thì họ sẽ đi dao và đóng, còn Trung Quốc thì sẽ không có đường dao trên đó. Có nghĩa là cái này sẽ thí dụ cái da này sẽ nó, để em lấy thử miếng da cho anh thử, đi thử da này lá nó lên màu đỏ luôn. Nè các bạn hãy cho mình làm một lần duy nhất thôi, mình sẽ lên màu miếng da này. Một lần duy nhất thôi nha. Nào người ta hay các bạn ha, rất là nhiều cái nói chung là cần rất là nhiều cái sự sáng tạo cũng như là cái kỹ thuật ở trong cái bộ môn này. Thì mình nói chung là mình thấy Tuấn làm nhiều năm rồi, rất là mê mẩn những cái tác phẩm luôn. Mấy lần mình tính tại anh thật sự nói anh giờ anh cũng nặng nề quá, anh không có đeo bóp nữa. Chứ anh nhìn những cái tác phẩm của em rất là đẹp luôn. Giống như những cái này đây là da thiệt, là anh sẽ thấy da phải full ren. Full ren là luôn cái mặt tự nhiên của nó, là không có đánh đi, nó có những cái đạn là những cái tự nhiên của con bò hết. Thì em chỉ chọn những cái chỗ mà nó không có thẹo thôi, nó đáng thì em sẽ làm sản phẩm. Còn những cái này là nè, em bỏ đó. Đầu tiên mình xịt một lớp nước lên đó, thì nó loại da này rất là đặc biệt. Nó mình xịt nước lên là nó thể để lại dấu. Đó nên giúp cho người ta có thể nặng được cái này. Tuôn đất sét, tuôn da này đó. Thì kỹ thuật của bên Trung Quốc thì họ sẽ làm như vậy. Rồi sau đó thì họ đã đóng nó thì ra cái lá này đó, thì sau đó họ sẽ đóng cái nền xung quanh. Còn người Mỹ thì họ lại đi dao. Thì bắt đầu họ sẽ lấy cái tool cắt á, họ đóng cắt xung quanh xuống, đè xuống. Thì nó sẽ nói về cái độ nổi khối thì của Mỹ thì người ta sẽ nổi khối hơn. Nhưng mà của Trung Quốc thì nó lại làm được chi tiết hơn. Đó, thì nếu mà mình phối hợp hai cái lại với nhau đó, thì mình sẽ có những cái hình nó nhiều chi tiết mà nó có nhiều khối nữa. Anh nghĩ cái thói quen này của người Trung Quốc từ cái cách họ cầm cọ viết chữ cho nên là nó ra cái bộ tool mình sẽ cầm theo cái hình thức giống vậy. Theo em thấy là nó miệng liền á, nhanh hơn. Với một cái người mà hơi làm quen thôi khoảng 2 ngày là có thể vuốt được cái hình giống vậy. Nhưng mà để sử dụng được cái con dao nó thuần thục á thì phải tập rất là lâu. Đó thì họ không có thích cái thời gian đó thì họ có thể sử dụng được cái bộ tool vuốt của họ. Ồ các bạn, lúc mình nhìn cái bộ tool này mình không biết cái này là gì, mình cứ tưởng cái này là cái lưỡi không ấy chứ. Thì ra cái này là để ngón tay lên và nhấn cái lực xuống, nhấn cái lực xuống và nó xoay được nè, để cho chúng ta có thể linh động mà điều chỉnh, đúng không? Dạ đúng rồi. Linh động mà điều chỉnh các hướng của cái lưỡi. Cái này là cái trụ ha, rất là hay luôn. Rõ ràng thì các bạn thấy nè,
Giống như Tấn vừa đi biểu diễn cho chúng ta thử, cái này là của Mỹ thì cái nét nó sẽ sâu hơn, rõ ràng, đậm hơn. Còn cái này thì nó nhạt hơn. Yeah. Nhưng mà cái này nó sẽ có cái lợi là đi được chi tiết hơn. Yeah. À, cho nên nếu mà chúng ta nắm được tất cả các kỹ thuật khác nhau chúng ta đưa vô tác phẩm thì nó sẽ gọi là vừa chi tiết vừa sắc nét. Còn nói về sản phẩm mà khắc da đó thì em có hai dạng. Giống như là cái nãy giờ em giới thiệu anh là khắc phẳng. Còn những cái loại nữa gọi là khắc 3D á thì chủ yếu là để ứng dụng làm tranh thôi, chứ nó không phải là khắc phẳng. Em kiếm một cái vài sản phẩm cho anh coi. À, xưởng mình ở đây là một mình em làm. Để có khắc thì chúng mình em làm, mà nhưng mà ráp thì cũng có một vài bạn phụ. Nếu mà tùy theo tình hình mà nó nhiều hay ít thì em sẽ kiếm thêm các bạn phụ. Có nhận học viên không? Em cũng đào tạo không? Ít nhận lắm, tại cái quá trình đào tạo nó quá lâu á, mà phải có người nào quyết tâm lắm thì em mới nhận. Chứ còn nếu nhận đại trà thì nó tốn thời gian của em không có nhiều thời gian lắm. Đúng rồi. Có nghĩa là mình cái mong muốn thật sự của mình là muốn đào tạo một bạn ra mà có tâm huyết với nghề làm. Chứ mình không phải mình mở cái lớp ra để mình lấy học phí. Hai cái tiêu chí nó khác nhau thì nó sẽ quyết định cái cách làm việc rất là nhiều luôn. Nếu mà bạn nào mà có một cái xem clip này mà thật sự đam mê á, đam mê về bộ môn này thì có thể kết nối với bạn Tuấn thử coi. Hai bên trao đổi một thời gian coi chúng ta có chung cái nhịp đập với nhau không. Nếu mà chung nhịp đập thì sẽ đào tạo, Tuấn sẽ đào tạo ha. Chứ không có kiểu đào tạo những cái khóa học, không có bán những cái khóa học. Thì khắc phẳng thì anh có thể nhìn thế này. Nếu mà anh để ở dưới đèn anh thấy khói nhiều, nhưng mà anh khi anh xoay lên thì nó là mặt phẳng thôi. Còn khắc những cái này gọi là khắc 3D nè. Đó, 3D anh sẽ có cái độ gồ, nhưng mà nó khi anh để dưới đèn nó đúng thì anh sẽ thấy bóng đổ, thấy từng khói cái cơ bắp nhiều. Từng sợi cơ luôn, các bạn thấy không? Từng sợi tóc luôn, đây coi cái chân nè. Từng sợi cơ luôn, bắp chuối nè, xương nè. Rất là đẹp. Thì cái những hình này em khắc chơi thì em còn lưu lại, còn những cái hình mà em làm sản phẩm bán thì nó đi hết rồi. Cái này nếu mà ở trong cái môi trường mình tắt hết đèn đi, mình chỉ để một chài bóng thôi thì cái bóng đổ nó nhiều, sẽ thấy cái khối nó nhiều hơn. Và cái lớp keo này nó thực tế thì nó cũng cứng đó, nhưng mà em chắc thì em giữ lại thôi. Có những cái hình em còn chưa có làm mà em thấy nó đã đủ cứng để nó giữ được khối của nó rồi. Giống như con bạn khủng long ôm quả trứng đẹp quá nè. Đó, đẹp chưa? Ôm quả trứng bỏ chạy á. Em sợ nó bị xẹp á, em phủ keo, nhưng mà cái này nè em không phủ thì anh sẽ thấy là nó sẽ thúc khối ở dưới lên và nó chỉnh chi tiết ở trên. Anh đang tính hỏi luôn á. Anh đang tính hỏi là cái lớp keo này nó có chức năng là gì. Anh cũng hình dung là khi mình đóng lõm một mặt, mình muốn lòi một mặt trên thì mặt dưới nó phải lõm. Đúng rồi. Cho nên là cái lớp keo này là nó phủ cái chỗ lõm đó. Nếu anh có nghiên cứu về làng Chạm Bạc Đồng Sâm ở ngoài Bắc á, thì nó y chang vậy. Là người ta có một cái miếng bằng đồng, bắt đầu người ta sẽ thúc ở dưới những cái khối chính là u lên. Bắt đầu họ để lên một tấm khăn, họ khò cho nó nóng, họ ịn lên, bắt đầu họ sẽ để đánh nó xuống, nó sẽ dính. Ở đây em muốn cần tấm khăn nào cho anh coi không? Cái khăn là nó giống như vậy nè. Đó, thì nó là nhựa. Ở đây thì ở Việt Nam mình là nó có gốc từ nhựa đường, còn này của em là nó có gốc từ nhựa cây á. Là để em tập em khắc kim loại. Dạng nhựa thông đồ ha. Thì khi mà em khò nó, em ấn vô cái nó giữ lại nè. Thì em sẽ khắc kim loại. Cái này là em đang tập thôi. Nói chuyện cái ngày em chưa có ra nghề thì em cũng chưa có đủ dụng cụ. Đó, thì em sẽ muốn khắc những cái đồ nó liên quan tới chạm khắc của em luôn, nhưng mà nó trên kim loại thì nó có những cái dụng cụ riêng, những cái tool riêng. Thì cái cục khăn là vậy. Quá hay. Đó, thì sau khi mà mình thúc xong, bắt đầu mình thấy đủ khối rồi thì mình mới làm chi tiết cho nó. Đó, thì em thấy nó cũng cứng á, nó cũng không lúng đâu, nhưng mà cái phần keo là em chỉ làm nó phòng hờ thôi. Nhưng mà về sau thì em thấy nó cứng quá rồi, em khỏi làm luôn. Tại nó có xẹp không ta? Nếu mà cái này nó có xẹp không? Cũng nếu bình thường vậy, anh lưu giữ vậy cả trăm năm nó không xẹp nha. Nhưng mà khi mà anh bị nước vô á, nó sẽ trở lại cái độ mềm của da. Nó biến độ chất không? Nó nhão ra. Hay nó bị đè xuống là nó sẽ bị theo. Này là cái gì nè? Này là Frankenstein yeah. Đúng rồi. Thì cái khắc này em khắc chơi thì nó còn nhiều lại lâu lại chi tiết đẹp quá nè. Hay là vỏ tòng nè. Một ví dụ như một cái tác phẩm như vậy em phải khắc tốn bao nhiêu ngày? Cái này em tốn khoảng 3 ngày. Ba ngày. Vỏ tòng thì em tốn khoảng 1 ngày.
Đại tẩu đâu em? Chưa thấy đại tẩu đâu. Em nãy nó ngồi đó anh. Đó nè, cái này là nhân vật game hay là nhân vật phim à. Hầu hết là em thích những cái này. Mấy này mà em làm sẵn thì nó sẽ bị ế à. Em thấy có mình em thích à. Đó, anh thấy cái bóp Hellboy là em thích nhân vật đó. Em đi coi phim thì em thích cái em khác luôn. Ừ. Đó, để 3 năm mà chưa ai mua. Thường cái gì mình thích. Đúng rồi. Đó nên em không có làm sẵn là vậy. Ok. Em thấy sở thích nó không giống người ta lắm. Ừ. Nhưng mà nó đẹp, nó ấn tượng, nó có dấu vết riêng. Này chắc mấy anh Thái nè. Thấy vậy thôi chứ nó rất là chi tiết nha. Em làm từ cái xương. Đúng rồi, xương ba vai, xương sườn, rồi hay xương ức nè, xương hông nè, xương đầu gối nè, và xương ở đây. Tức là những cái người mà người ta chuyên về mỹ thuật đó, người ta nhìn người ta cũng không có đánh giá mình được. Nói chung là tạo khối tốt, dạ, mình tạo khối đàng hoàng. Thì mặc dù em là em không có được đào tạo mỹ thuật, em là dân ngân hàng. Đó, em mở cà phê thôi rồi bây giờ em về em làm. Nhưng mà cái quá trình em tập á, em có cái quan sát nhiều, cái em làm những cái sản phẩm này thì có những anh họa sĩ anh cũng khen. Đó, thì mình cũng đỡ chứ tự ti. Nói chung mình cũng tự tin rồi này nọ. Tại vì đánh khói này nếu mà dân mỹ thuật nhiều khi người ta khó khăn lắm các bạn. Cái tỷ lệ không đúng là người ta không chịu. Đúng không? Cái này mọi cái nó ok hết. Quá hay luôn. Này này thì, có đồ đóng à. Giống vậy nè. Khi mà mình muốn nó lòi nhiều á, như ví dụ một tấm da này đi, thì nó phải đòi hỏi cái độ thấm nước nhiều cho nó mềm một chút. Đó. Thì giống như cái lá này hồi nãy là mình đã tạo được cái nét cho nó rồi. Thì cái cây nào cũng được, cây nào có cái đầu nhọn á, mình sẽ thúc từ dưới lên. Đó. À, nại dạng nại. Đó, là mặt đè cũng được. Tùy có cái hả, phải đè hơi cái người xuống tại vì nó rất là khó giãn, cứng lắm. Thì sau khi nó lên được cái khối rồi đó, mình chỉnh lại. Đó, mình để xuống cái mặt thẳng mình chỉnh lại. Thì nó sẽ hơi u lên nè. Đó là mình mới có làm bằng tay thôi. Nếu mà mình sử dụng một cái tool nền đóng á thì bạn sẽ thấy là nó sẽ nổi hơn. Nó sẽ nổi cái phần khối của nó lên liền. Đó. À có cái nền ngoài gì bên ngoài là sẽ thấy là nó mình vừa nâng lên mà mình vừa đóng xuống. À. Mặc dù cái da này chỉ khoảng 1 ly 8, 2 ly thôi, nhưng mà cái cách mình khắc á, nó sẽ tạo nên cái độ sâu của sản phẩm. Chứ không có cần cái da nó quá dày. Hay ha. Em anh thấy làm một cái về chắc mất sức lắm hả? Mất sức hả? Em thấy nào là nại, cái tay em chắc phải khỏe dữ lắm à. Dạ, từ anh làm liên tục á thì không sao nha. Em mà nghỉ khoảng nửa tháng em đụng vô là sau hai cái ngón tay em làm xong cái hình này, hai ngón tay nó nhức khoảng 3 ngày á. Nó cứng ngắc luôn. Tại vì cái tay mình phải ấn vô. Đó, thì nếu mà làm liên tục thì nó cũng bình thường. Nó quen cơ ha. Lười lười bắt đầu lâu lâu khắc lại hình này chắc cũng nhức lắm đó. Có nghĩa là chúng ta phải dùng những cái lực từ hai cái ngón tay này nè các bạn. Nhấn, đè, vuốt. Nói chung là bế đủ kiểu hết trơn. Rất là mật cực á. Mà khi em làm này chắc em tập trung dữ lắm. Dạ, chắc cái tính em là nó thích làm cho xong. Nó giống như cái hình khủng long này đi thì thật ra người ta tưởng là làm lâu chứ em làm cỡ một buổi á là cỡ giờ này đi khoảng 12 giờ trưa thì em mới làm cho tới 2 giờ khuya luôn, em là liên tục ngồi tới chừng nào xong thôi. Thì khoảng một ngày là xong cái hình này. Ta gọi là bị dính đó đúng không? Dạ đúng rồi. Dính chừng nào đứng lên là phải xong á. Đó, thì tính em là thích làm kiểu đó. Thì em tính hằng một ngày làm việc rồi chứ em cũng không có tính thời gian lắm. Em làm rồi chắc có làm khuya không? Giờ có con thường là chắc em làm khuya không à? Chứ nãy anh gọi là em mới thức dậy, em mới dậy nghi làm tới 5 giờ sáng. Trời ơi. Đó, bởi vậy nghi các bạn hẹn cái Tuấn qua mà mình biết là những cái bạn mà làm trong cái lĩnh vực này á, thường người ta sẽ thích làm đêm tại nó yên tĩnh, tập trung để người ta làm hoàn thành, chứ còn ban ngày nhiều khi bị phân tâm. Cho nên là mình cũng không có dám alo sớm, không dám hẹn hò sớm, hẹn 10 giờ mà cũng phải cũng vậy làm tới 5 giờ sáng mới dậy ha. Thì đây là cái chỗ để mà mỗi lần mà cảm giác nó hơi stress quá là nhìn ngắm vô đây. Dạ, em ngồi ngay đây, em ngó ngay đây. Hồ cá này mới làm đây à. Một cái hồ cá biotop rất là đẹp. Đó, thả những bàn cá vô để mà mình ngồi mình sau khi mà các bạn biết khi chúng ta quá tập trung vào một cái gì đó để chúng ta làm một lát chúng ta sẽ bị hơi bị nhức đầu ha, stress. Cái đó là cái view mặt sau á, mặt trước thì nó đẹp hơn. Đâu để anh quay cái view mặt trước á. Tại vì cái này có hai mặt nên em cố tình làm cho nó nhìn cũng đỡ đỡ cái sao, nhìn cũng hơi hơi được. Đẹp.
Đó thì khi mà quá căng thẳng thì chúng ta sẽ thả cái sự tập trung cái này nọ của mình vào những bạn cá này, bơi nhẹ nhàng để lấy lại cái tinh thần. Tôn cổ cho anh coi. Ok em. Còn đá, còn điếc, còn trầm hương gì tùm lum hết. Nàng lát, trời ơi, nãy giờ tôi mới thấy luôn á. Chưa, lát phải xuống chia sẻ. Cái này bằng nhựa thôi à. Như cái này bằng nhựa. Cái này là cái gì? Bọ ngựa. Bọ ngựa bọ mà lá. Bọ lá. Bọ lá nó. Bọ lá. Lá đó. Lá hả? Với người cái lá. Ờ, bọ lá. Bọ lá. Lát sẽ nhờ Tấn nói mấy này coi. Tấn cũng rất là yêu thích động vật ha các bạn. Mà những cái con vật của Tấn mê thì nó thuộc dạng nó hơi khó khó một chút xíu, nó dạng côn trùng rồi chim cú rồi mấy con khó khó một chút xíu. Đó, lát nhờ chia sẻ đá điếc rồi nữa nè. Nhiều quá. Cái này cái gì nữa? Rồi mình cứ làm một clip dài, có gì mình sẽ chia ra ha. Hồ này là tự build, tự Tấn chơi luôn. Ok. Đây các bạn, đây là những cái tài liệu thun cổ đồ. Để em đem qua đó cho rộng okay. Cho anh coi. Ok các bạn, clip này đã dài rồi, chúng ta đã tìm hiểu sơ sơ qua về một cái bộ môn, này là một cái nghề cũng đang rất là hot, nhưng mà nó cũng như là bộ môn nghệ thuật vậy, đòi hỏi rất là nhiều những cái kỹ thuật cũng như là độ tỉ mỉ của một người nghệ nhân để tạo ra một tác phẩm đẹp. Thì Thanh Kiều em nãy giờ đã chia sẻ với mọi người về những cái điều cơ bản đó. Yeah. Mình xin phép dừng cái video tại đây. Yeah. Hẹn các bạn vào ngày mai. Thì Tấn đang soạn những cái bộ tài liệu, những cái sách cũ cũng như là những cái bộ tool có giá trị lịch sử xưa sẽ giới thiệu với mình ngay sau đây. Hẹn các bạn vào ngày mai. Ha. Yeah. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Bye bye. Yeah.